Cũng liên quan tới tội phạm ma túy, mới đây một sự việc gây khó hiểu đã vừa xảy ra tại Mỹ khi một con nghiện sau khi mua ma túy tại một quán bar đã gọi tới tổng đài khẩn cấp 911 nhờ kiểm tra chất lượng số ma túy này và ngay lập tức đã bị bắt sau đó. Theo văn phòng cảnh sát trưởng hạt Hernando, bang California, vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 3, Thomas Colucci, 41 tuổi, đã gọi tới đường dây khẩn cấp và nói rằng mình là người có kinh nghiệm sử dụng ma túy đá nhưng do nghi ngờ số ma túy mình mua là hàng nhái nên tên này đã nhờ cảnh sát kiểm tra hộ. Cô Lucy sau đó chia số ma túy đá mua được thành hai túi nhỏ, mỗi gói chứa một chất giống như là pha lê trắng và giao chúng cho cảnh sát. Theo cô Lucy, anh ta muốn kiểm tra số ma túy này vì không muốn những người khác mua phải hàng lợm từ người đàn ông đã bán chúng cho mình. Cô Lucy nói muốn kẻ bán ma túy cho mình gặp rắc rối vì đã bán số ma túy nguy hiểm trên cảnh sát sau đó đã kiểm tra và xác nhận thứ mà colussi mua là ma túy thật và bắt giữ người đàn ông này colussi bị cáo buộc tàng trữ ma túy và dụng cụ để tiêm trích ma túy